Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 46. Bài toán giải bằng hai phép tính tiếp theo. Trên xe buýt có 38 người đến điểm dừng chân xe buýt. Có 6 người xuống và 14 người lên. Hỏi khi rời điểm dừng trên xe buýt có bao nhiêu người? Rồi chúng ta sẽ đi tính cái số người 38 người trên xe này mà xuống 6 người thì chúng ta sẽ tính số người còn lại trên xe. Nào. Số người còn lại trên xe khi 6 người xuống xe. Ta lấy 38 là trừ 6 bằng 8 là trừ 6 là còn 2, 32 người. Nào, 32 người. Rồi, nhưng mà trong khi đó là có 14 người lên. Chúng ta sẽ đi tính cái khi khởi hành, khi rời khởi hành này, khi rời điểm dừng. Xe buýt có bao nhiêu người là số người khi là điểm dừng. Số người khi rời điểm dừng trên xe có là 32. Xuống 6 người còn 32, 32 là cộng thêm 14 người. 14 người lên nữa. 6 vậy là 46 người. Đáp số bốn mươi sáu người. Chúng ta qua bài số 2. Năm nay bà nội 72 tuổi, tuổi bà gấp 2 lần tuổi mẹ và tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay còn mấy tuổi? Như vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái số tuổi của mẹ được không? Bà 72 nhưng mà tuổi của bà gấp 2 lần tuổi mẹ, chúng ta sẽ tính cái số tuổi của mẹ. Số tuổi của mẹ là 72 gấp 2 lần là chia 2 là bằng 36 tuổi. Rồi nhưng mà tuổi mẹ là gấp tới 4 lần tuổi con. Như vậy hỏi năm nay con mấy tuổi là số tuổi của con là? Ba sáu ta chia cho 4 bằng 9. 9 4 36 đây là 9 tuổi. Đáp số 9 tuổi. Chúng ta qua bài số 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Từ đây qua đây thì có 24 quả bưởi. Từ đây thì đã hái là 1/4 số quả. Thì người ta hỏi là cái số quả này là còn là bao nhiêu? Như vậy chúng ta sẽ đi tính cái số quả bưởi đã hái. Ta lấy 24 ta chia 4. Rồi như vậy là 24 là chia 4 là được 6. Như vậy đã hái là 6 quả. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính số quả còn lại. Là ta lấy 24 ta trừ cho 6 ra cái số quả còn lại. Số quả bưởi đã hái là 24 ta chia cho 4 là được là 6 quả. 6 quả bưởi. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tính cái số quả còn lại. Số quả
còn lại chưa hái là ta lấy 24 ta trừ cho 6 là bằng 18 quả. Quả bưởi. Đáp số 18 quả bưởi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.